Và chúng ta cùng phân tích đề bài ở câu số 7 này. Đề bài cho đó là hơi nước đi qua than nóng đỏ thì thu được 5,376 lít hỗn hợp khí X gồm có 3 khí này. Thì, tiếp tục là dẫn X đi qua 14,4 gam hỗn hợp mà gồm có amon Fe23 và bmon CuO nung nóng. Cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn Y và để khử hoàn toàn Y thành kim loại thì cần 0,6A cộng với 0,2B mon hiro nung nóng. Thế vậy thì tỷ lệ A chia B là bằng bao nhiêu? Thầy cho mình cùng sơ đồ hóa bài toán nhé. Mình có hỗn hợp đây là hỗn hợp X này, hỗn hợp X và nó có 3 khí thì mình thuật toán chúng ta sẽ là Q về C và H2O được chưa? Tổng số mol là mình biết rồi đấy. Ở đây có khi là mình phải dứt điểm ngay đi, mình dứt điểm ngay được số mol của từng thằng một đúng không? Chỗ này sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây. Thầy sẽ gọi và mình chưa biết là bao nhiêu mol thì thôi được rồi, cứ bấm số mol đi. 5,736, 5,736 chia ở đâu xíu 5,376 chứ, 376 chia 24 bằng 0,24 mol. 0,24 mol. Hỗn hợp này thì đi qua hỗn hợp này cho chạy qua Fe2O3 là amon và CuO là bmon. Đó. Thì sẽ thu được hỗn hợp khí của chúng ta là gồm có CO2 và H2O. Đó. Tiếp tục ở đây sẽ là thu được cái gì đấy? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn Y. Chất rắn Y này thì chất rắn Y này thì nó còn oxy không? Nó vẫn còn bởi vì chất rắn Y này, này vẫn phải cần dùng thêm H2 để mà thổi qua nữa. Thì chất rắn Y thầy có thể quy đổi nhé, quy đổi chất rắn Y này về sắt này, về Cu này và về oxy, tức là oxy vẫn còn bị sót lại trong oxit. Đó. Thì thằng oxy này, này thì cần phải ở đây là H2, cần với một lượng H2 ở đây là 0,6A cộng với 0,2 B mol. Đó. Thì chúng ta cùng suy nghĩ về chỗ này nhé. Thầy sẽ gọi số mol của carbon đây là gì nhỉ, là x mol đi, số mol của nước đây sẽ là y mol. Ta sẽ có phương trình đầu tiên đó là x cộng y bằng 0,24. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng carbon là 12x cộng với nước ở đây là 18y thì bằng số mol nhân m lớn, số mol là 0,24, còn m lớn của hỗn hợp này là sau video là 7,75 và nhân đôi lên sẽ là 15,5 đúng không nhỉ, 7,75, 7,75 là nhân đôi. Ok, 15,5 nhân với 15,5 thì mình sẽ có được giá trị của x bằng giá trị của y bằng. Bấm máy tính này. 1 này, 1 này, 0,24 này. Đó, phương trình thứ hai là 12 này, 18 này. 0,24 nhân với 15,5 này. 0,1, 0,14, x bằng 0,1, y bằng 0,14. Và bây giờ mình sẽ điền vào đây. Anh này sẽ là 0,1, anh này sẽ là 0,14. Và nhớ là chúng ta có cái hỗn hợp này nhé, hỗn hợp gồm hai oxit này, người đề bài cho là 14,4 gam. Đó. Chúng ta cùng chú ý cái chi tiết như sau. Khi mình biết được carbon đây rồi, đúng không? Thì chúng ta có phương trình carbon để cướp oxy đây. Carbon nó lao qua oxit thì nó giằng giật được hai thằng oxy để tạo ra CO2. Mình biết rằng anh này là 0,1 mol thì oxy ở đây sẽ là 0,2 mol. Đúng chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ có như sau ạ. Chúng ta sẽ bảo toàn oxy trong oxit. Bảo toàn oxy trong oxit thì sẽ bằng này. Oxy trong oxit đây sẽ là 3A, 3A này cộng với oxy ở đây sẽ là B nhân 1 là B thì sẽ bằng, nhớ là oxy ở đây đúng không? Một phần thì nó bị thằng carbon nó cướp và một phần nó bị dư. Thì đây mình cứ gọi là oxy phản ứng nhé, coi như oxy phản ứng. Oxy phản ứng nó chính là bằng 0,2. Oxy phản ứng tức là oxy bị cướp đi là 0,2 và oxy còn dư. Oxy dư thì lại bằng đúng số mol của hiro, bởi vì đây cứ một thằng H2 đúng không? Thì lại giành giật cướp được một thằng oxy để tạo ra thằng H2O này. Thì hiro đây hy sinh một lượng là 0,6A cộng với 0,2B. Thì hiển nhiên thằng oxy này cũng vậy. Thì đây tôi sẽ viết luôn đây là 0,6A cộng với 0,2B. Đây là thầy gọi là phương trình số 1. Và một phương trình nữa liên quan đến cái số 14,4 này, đó là 160A, 160A cộng với 80B, đúng không? Thì bằng 14,4, 14,4. Đây thầy gọi là phương trình số 2. Từ 1 và 2, từ 1 và 2, thì thầy sẽ suy ra được giá trị của A bằng và giá trị của B bằng. Phương trình hai ận này, 3 trừ đi 0,6, 3 trừ 0,6 này, 1 trừ đi 0,2 này, 1 trừ đi 0,2 này. Đây sẽ là 0,2. Đây sẽ là 160, 80, 14,4.
thấy ra được ẩn A là bằng 0,07, ẩn B thấy ra được là 0,04. Đề bài yêu cầu đó là xác định cái tỷ lệ là A chia B là bằng bao nhiêu, gần nhất giá trị nào. Suy ra A chia B sẽ bằng 0,07 chia cho 0,04, bạn lấy 7 chia 4 cũng được, 1,75. Thế vậy thì 1,75 này nó sẽ gần với và gần với 1,7 mấy đây, và mệnh số này nó san sát nhau đấy, gần với 1,73 nhất nhé. Vậy thì đáp án của câu số 7 sẽ là đáp án A, 1,73. Đó. Sau khi xem xong hướng dẫn về phương pháp giải và các ví dụ áp dụng, thì nếu có gì đó mà các em không hiểu thì các em cứ hỏi. Các thầy sẽ cố gắng phản hồi cho các em sớm nhất trong thời gian có thể để hỗ trợ các em. Còn nếu mà thấy video này và giúp ích được một điều gì đó cho các bạn, thì các bạn hãy like, share video để ủng hộ các thầy. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.